Chiều qua 22 tháng 4 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời điều động lực lượng phương tiện, khống chế, dập tắt thành công một đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 22 tháng 4, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện một đám cháy lớn có nguy cơ lan rộng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại khu vực giáp ranh giữa khu dân cư với công ty cổ phần Toàn Hải Dân, địa chỉ tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng điều động 50 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện trang thiết bị chữa cháy có mặt tại hiện trường để phối hợp với bà con nhân dân trên địa bàn khẩn trương dập lửa, không để đám cháy lan rộng. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, tiếp tục triển khai các biện pháp trực canh, theo dõi, đảm bảo an toàn.